Mời công chúa dùng trà. Dạ. Nhũ mẫu, hôm nay nhũ mẫu thấy ta làm sao? Hôm nay công chúa xinh lắm. Hôm nay á là sanh thần của ta, theo thông lệ ta sẽ được xuất cung đi đâu đó. Công chúa, không. Sao nhũ mẫu buồn quá vậy? Bộ nhũ mẫu có chuyện gì hay sao? Ta vui lắm chứ. Ta vui vì ngày hôm nay công chúa đã tròn 18 tuổi. Nhưng cũng chính vì điều này, ta băn khoăn suy nghĩ nhiều lắm. Ta không biết phải nói với công chúa như thế nào đây. Nhũ mẫu là người nuôi ta, săn sóc ta từ bé, sao hôm nay lại khách sáo quá vậy? Ta nghe nói mẫu hậu của ta lúc sanh thời rất là coi trọng nhũ mẫu đúng không? Tội nghiệp mẫu hậu, đột nhiên lâm trọng bệnh rồi qua đời sớm quá. Có một bí mật mà ta đã giấu kín suốt 18 năm qua. Và hôm nay, xin công chúa hãy bình tĩnh nghe một câu chuyện liên quan đến cuộc đời của công chúa. Bệ hạ. Thần thiếp kính dâng bệ hạ. Bệ hạ. Hả? Bệ hạ có yêu thần thiếp không? Dĩ nhiên là có rồi. Vậy bệ hạ có nghe lời thần thiếp không? Phải trả lời là có hay là không? Lời của ái phi á là thánh chỉ đối với trẫm đó. Bệ hạ. Thần thiếp muốn được làm chánh cung hoàng hậu. Chuyện này sao có thể như vậy được chứ? Nàng đường đường là một quý phi, được ta sủng ái, muốn gì được nấy. Tại sao bây giờ lại muốn làm chánh cung nữa? Hơn nữa, hoàng hậu hiện giờ chưa xảy ra lỗi lầm gì hết, làm sao mà ta truất phế cho được chứ? Quý phi. Nhưng mà thần thiếp muốn được làm chánh cung hoàng hậu. Bệ hạ là bậc chí tôn, không lẽ phế một ngôi hoàng hậu lại khó với người đến như vậy sao? Không phải. Nàng phải để ta kiếm cớ gì nói chuyện với quần thần chứ. Chứ làm vua xuất ngôn bất nhất, làm sao được lòng dân. Nàng phải cho ta một thời gian để tìm cớ gì đó truất phế hoàng hậu. Sau đó ta sẽ tấn phong cho nàng, được chứ? Bệ hạ. Bệ hạ cần gì phải lo. Lý do thì có sẵn rồi đấy thôi. Tội trạng của hoàng hậu thì đã quá rõ rồi. Bà ta đã hạ sanh ra 5 vị hoàng tử, có nghĩa là ngũ quỷ hiện hình. Bọn chúng sẽ làm hại đến vận mệnh của dân tộc, triều chính, làm suy vong đất nước. Như vậy là tội nặng rồi còn gì. Quý phi nói ta nghe mơ hồ quá. Dù sao hoàng hậu cũng sinh ra cho ta 5 thái tử khôi ngô tuấn tú, làm sao là hiện thân của 5 con quỷ được chứ? Bệ hạ, bệ hạ hãy uống chum rượu này đi đã, rồi thần thiếp sẽ giải thích cho bệ hạ nghe. Bệ hạ, 5 vị hoàng tử đó là quỷ sứ đầu thai thành, chứ khôi ngô tuấn tú cái gì? Bệ hạ không nghe dân gian đồn đại sao? Nhà nào mà hạ sanh ra 5 thằng con trai thì đó chính là ngũ quỷ biến thành. Chúng sẽ phá nát cơ đồ của tổ tiên gầy dựng, làm cho đất nước suy vong. Chúng sẽ biến bệ hạ thành tội đồ của lịch sử.
chúng là ngũ quỷ biến thành đó. Rồi đây, chúng sẽ giết chết bệ hạ. Lúc đó còn thần thiếp, thần thiếp sẽ sống ra sao? Hay là cũng bị chúng hại chết? Thật là đáng sợ. Chúng là ngũ quỷ, là ngũ quỷ đó. Nè nè, quý phi, nàng đừng lo sợ quá như vậy. Hoàng hậu sắp lâm bồn, nếu nàng sanh cho ta một thái tử nữa, chẳng phải là lục phú hay sao? Lúc đó không còn ngũ quỷ gì nữa, có đúng không nàng? Nhưng nếu như hoàng hậu hạ sanh ra công chúa thì lúc đó phải làm sao? Ta sẽ ra tay trừng trị với hậu quản chứ sao? Bệ hạ nói thật chứ? Ta nói thật. Nhất ngôn cửu đỉnh. Đây là thánh chỉ, bệ hạ hãy đóng ấn vào. Được. Sao, vừa lòng quý phi chưa? Đội ơn bệ hạ, thần thiếp đã bớt lo rồi. Ý trời đã định, chắc chắn hoàng hậu sẽ sanh ra một công chúa. Lúc đó thì ta sẽ tiễn lên đường mẹ con nó, cùng với ngũ quỷ xuống âm tỳ địa phủ. Được rồi, ta đi tìm nha. Ý, hình như đằng kia. Các quần nhi của ta còn bé bỏng vô tư quá. Thật là tội nghiệp cho con trẻ. Để chạy nhanh hơn quên luôn nè. Không biết tương lai sắp tới sẽ như thế nào. Ta cảm thấy lành ít dữ nhiều. Nhanh lên. Đệ huynh sắp đuổi kịp rồi đó. Huynh không bao giờ bắt được đệ đâu. Nhanh lên. Phụ ta đi. Bẩm hoàng hậu, người là bậc mẫu nghi thiên hạ, các hoàng tử vẫn khỏe mạnh thông minh như vậy, người sao lại lo nghĩ như vậy chứ? Lẽ nào ngươi không nghe thánh chỉ của hoàng thượng ban ra trước ngày ta lâm bồn hay sao? Bẩm hoàng hậu, nô tỳ có nghe nhưng không nghĩ đó là thánh chỉ, vì điều đó quá khủng khiếp. Dù ta ngàn lần không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Hoàng thượng quá sủng ái quý phi mà nỡ coi nhẹ mẹ con ta, nỡ đẩy năm hoàng nhi vào cửa tử. Tội nghiệp con ta. Nếu ta có mệnh hệ nào, ai bảo vệ các con của ta đây? Tha chết cho nô tỳ nói thẳng, hoàng thượng đã bị quý phi bỏ bù mê thuốc lúa mất rồi. Ai đời lại nghe gian thần sàm tấu mà quay lưng lại hãm hại hoàng hậu và các hoàng tử chứ? Thị nữ, lời nói ngươi nên cẩn thận, không bị mất đầu bây giờ. Nô tỳ biết tội, nhưng hoàng hậu đã sắp tới ngày lâm bồn rồi, nô tỳ không an tâm, nô tỳ lo lắng. Không biết đứa con sắp chào đời của ta là hoàng nam hay hoàng nữ. Ta thật bối rối quá. Đại huynh, đấy nè. Đại huynh, sao không tìm đệ? Phụ Dương ơi. Các con. Phụ Dương, hôm nay mẹ dạy cho con làm con thỏ nè. Chào con thỏ. Giống quá. Còn con gì nữa? Dạ. À, con là con rắn. Xấu.
Còn con? Con hả? Con làm con sói nè. Giống á, giống quá trời luôn á. Còn con? Con hả? Con làm con cua nè. Con cua bò nè. Hay quá con cua. Không phải tôi, không phải tôi. Tha cho tôi đi. Tôi không làm gì hết, tha cho tôi đi. Không, không. Không phải tôi, tha cho tôi đi. Không. Năm con quỷ, đúng là năm con quỷ mà. Bệ hạ, người lại nằm mơ thấy ác mộng sao? Năm con quỷ, tha cho tôi. Đúng là hiểm họa khôn lường mà. Cũng may là bệ hạ nhờ có ơn cao đức dày, cho nên mới được điềm báo mộng đó. Đa tạ quý phi đã chiếu cố nô tài. Nhớ lời ta dặn đó, chức tổng quản đang chờ ngươi. Bẩm quý phi, thần đã cho truyền mật chỉ của quý phi. Nội nhật trong ngày hôm nay sẽ có các tấu sớ về bệnh dịch thiên tai do nghịch ý trời. Tốt lắm. Dạ, quý phi quá khen. Mời hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, các tấu sớ của các quan huyện gửi từ làng phía đông, phía tây, có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà trong hoàng thượng có vẻ kém sắc vậy ạ? Thiên tai dịch bệnh tràn lan khắp nơi, khiến lê dân bá tánh lầm than đói khổ, phải chuyển dịch bỏ làng bỏ quê, tha phương cầu thực. Làm vua như trẫm thật là xót xa lo lắng. Ngươi lập tức cho truyền lệnh của ta. Dạ. Báo cho quan ngự sử mở kho cứu đói những vùng bị thiên tai dịch bệnh nghe. Hoàng thượng anh minh. Muôn tâu hoàng thượng, nhưng mà thần trọng nghĩ đã diệt cỏ phải diệt cho tận gốc. Theo lời tiên tri của vị pháp sư nói, thiên tai sẽ còn xảy ra rất là nhiều lần, và thậm chí nó sẽ trở thành một đại dịch. Ngay cả long thể của hoàng thượng cũng khó mà bảo toàn đó ạ. Ý của người nói là? Muôn tâu hoàng thượng, lời tiên tri của vị pháp sư đã được loan truyền khắp nhân gian, điều đó còn đáng sợ hơn cả đại dịch. Nếu như hoàng thượng không sớm đưa ra quyết định đại nghĩa diệt thân, thần e rằng lòng dân sẽ quán trách, và từ đó sẽ hình thành tội phản loạn chống lại triều đình. Nghiêm trọng như vậy thật sao? Dạ. Trẫm hy vọng hoàng hậu sẽ xin cho trẫm một thái tử, như vậy là lời của vị pháp sư sẽ được giải, điều đó khiến đất nước này tránh khỏi được thảm họa diệt vong. Ta không thể vì tình riêng mà bỏ qua hiểm họa này. Còn lỡ như hoàng hậu hạ sanh một công chúa thì thế nào ạ? Thì cứ theo thánh chỉ của ta mà thi hành. Tuân chỉ. Ngươi lui. Dạ. Quan
Hoàng thượng giá lâm. Dạ, bái kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nghe đây, chắc nàng đã nghe thánh chỉ của trẫm rồi chứ? Cho nên lần này nàng nhất định phải sanh cho ta một thái tử, để phá bỏ lời tiên tri của lão pháp sư. Còn nếu như ngược lại, thì ta sẽ vì sự an nguy của bá tánh mà ra tay khử trừ hiểm họa. Muôn tâu, sao bệ hạ lại tin vào lời tiên đoán quan đường mà đi sát hại năm thái tử của mình? Bệ hạ, xin người hãy thu hồi thánh chỉ. Lời của ta đã phán, đừng gian sinh vô ích. Mà đến khi nào hoàng hậu lâm bồn vậy? Dạ bẩm hoàng thượng, còn nửa con trăng nữa hoàng hậu sẽ lâm bồn ạ. Được, vậy cứ để trời tính đi. Bệ hạ. Hoàng thượng hồi cung. Ta không thể ngồi đây để nhìn các con ta bị giết hại. Ta phải làm sao đây? Thị nữ. Dạ, có nô tỳ. Người qua cung hoàng tử, đưa năm hoàng tử vào đây cho ta. Nhớ, đừng cho ai thấy. Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Con. Nè, mẫu hậu may áo cho chúng ta nè. Cái nào của Nhi thần vậy mẫu hậu? Cái áo đỏ này là của con, nhưng mà mẫu hậu may chưa có xong, con đợi mẫu hậu ít hôm nữa nha. Dạ. Mẫu hậu, mẫu hậu có việc gì mà kêu các huynh đệ con qua đây giờ này? Nhất hoàng tử, nghe ta dặn đây, con là đại huynh, phải lo chăm sóc cho các tiểu đệ của mình. Sự thể đã đến nước này, ta không thể giấu các con được nữa. Chuyện này rất nguy hiểm, có liên quan tới tính mạng của năm anh em con. Con nghe cho rõ đây, ngày mai con hãy dẫn các hoàng đệ của mình vào rừng sâu, đi càng xa càng tốt. Ngài ta lâm bồn, nếu hạ sanh được hoàng nam, ta sẽ mật chỉ cho người treo tấm vải màu đỏ trên cấm thành. Con leo lên cao nhìn về mà nếu thấy, thì dẫn các hoàng đệ hồi cung. Bằng ngược lại, nếu thấy tấm vải màu trắng, tức là ta đã hạ sinh một công chúa, thì con và các hoàng đệ hãy đi luôn, đừng quay về nữa. Mẫu hậu, vậy là có phải sao mẫu hậu hả? Con chịu đâu, con chịu đâu, con chịu đâu, con chịu. Các con của ta, mẫu hậu phải bảo vệ tính mạng của các con, không còn cách nào khác. Hoàng thượng đã thay lọc đổi dạ, toan tính khó lường,
Các con hãy nhớ, ngày mai vào rừng sâu, và khi nào thấy tấm vải màu đỏ mới được quay về. Dạ, con đã hiểu rồi. Con sẽ chăm sóc cho 4 tiểu đệ của con thật tốt. Cầu trời Phật phù hộ cho các con. Cầu tổ tiên phù hộ cho chúng ta được trùng phùng. Mình không nhớ đường về không? Hoàng Quân, em mệt lắm rồi, em không đi nữa đâu. Thôi, nghỉ ở đây cũng được. Tứ đệ, lấy khoai cho các đệ ăn đi. Dạ. Để uống đi, khoai ngon quá. Đã tả Quân. Bệ hạ hãy uống chung rượu này đi đã, rồi thần thiếp sẽ giải thích cho bệ hạ nghe. Bệ hạ không nghe dân gian đồn đại sao? Nhà nào mà hạ sanh ra 5 thằng con trai thì đó chính là ngũ quỷ biến thành. Chúng sẽ phá nát cơ đồ của tổ tiên gầy dựng, làm cho đất nước suy vong. Chúng sẽ biến bệ hạ thành tội đồ của lịch sử. Cô bà nè. Hay quá con cua. Không, không phải tôi, tha cho tôi đi. Không. Bái kiến hoàng thượng. Lần này nàng nhất định phải sanh cho ta một thái tử, để phá bỏ lời tiên tri của lão pháp sư. Còn nếu như ngược lại thì ta sẽ vì sự an nguy của bá tánh mà ra tay khử trừ hiểm họa. Thị nữ. Dạ. Con của ta, hoàng tử hay công chúa? Dạ, là công chúa thôi hoàng hậu. Công chúa hả? Trời ơi, trời ơi, các con của ta. Bây giờ nô tỳ phải làm sao thưa hoàng hậu? Người lên cấm thành, treo một tấm vải màu trắng thật to cho ta, nhanh lên. Dạ. Chúc mừng hoàng hậu đã hạ sanh một công chúa nha. Công chúa dễ thương xinh xắn kiểu này, chắc hoàng thượng sẽ thương lắm đây. Dạ, thần xin phép cáo từ để tới gặp hoàng thượng mà chúc phúc. Cáo từ. Hoàng Nghiệt. Bệ hạ. Mời người. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã lâm bồn rồi ạ. Có phải là một hoàng nữ không?
Dạ bẩm hoàng thượng, là một nàng công chúa. Hiểm họa xảy ra thực sự rồi. Bệ hạ, vậy bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ phải làm sao hả bệ hạ? Các hoàng nhi hay là ta giam vào biệt cung vậy? Nhưng mà hoàng thượng, còn lời tiên đoán thì sao ạ? Vậy bây giờ còn thần thiếp thì sao? Còn quý phi hả? Quý phi ta sẽ lập tức làm lễ tấn phong cho nàng chứ sao? Bệ hạ thật là anh minh, thần thiếp đội ơn bệ hạ. Sao rồi Hoàng Quân? Sao lâu quá vậy? Thấy chưa? Đúng rồi đó, thấy chưa Hoàng Quân? Thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi, rồi. Ủa, nhưng mà dậy đỡ hay dậy trắng? Để ta xuống rồi nói cho. Sao rồi Hoàng Quân? Sao rồi Hoàng Quân? Thầy đã nhìn thấy tín hiệu xấu, đó chính là dậy trắng. Mẫu hậu dặn tụi mình, nếu thấy dậy trắng phải chạy càng xa càng tốt, để tránh kẻ xấu. Ta nghĩ ở đây địa thế rất tốt, năm anh em ta hãy ở lại đây dựng nhà, trồng trâu cho săn bắt thú rừng để sống nha. Đệ đã hiểu, các tiểu đệ đã nghe chưa? Đệ biết rồi, đệ sẽ chăm chỉ làm việc. Dạ dạ các tiểu đệ. Đệ biết rồi, đệ sẽ nghe lời các huynh. Đệ sẽ nghe lời các huynh và chăm chỉ làm việc. Từ giờ chúng ta hãy bảo vệ nhau, sau này hồi cung chúng ta sẽ đòi lại công bằng. Đại huynh nói đúng lắm, các tiểu đệ hãy yên tâm nha. Dạ. Không xong rồi, không xong rồi quý phi ơi. Không xong rồi. Chuyện gì? Dạ bẩm quý phi, năm tên tiểu quỷ đó đã bỏ trốn khỏi hoàng cung lúc nào không hay. Tại sao lại như vậy? Ai? Ai đã giúp chúng bỏ trốn? Hả? Dạ, dạ bẩm quý phi, thần không biết. Nhưng thần nghe nói là bọn chúng đã bỏ trốn cách đây cũng được mấy ngày rồi. Có lẽ chúng đi một mình. Vô dụng. Đi đi. Hạ thần đáng chết, hạ thần xin phép cáo lui. Đi đi. Chúng nó đâu? Chúng nó đâu? Đâu rồi? Đâu rồi? Đây. Tức chết đi được. Bọn chúng đã lọt vô khu rừng phía tây rồi. Làm sao? Làm sao đây? Đây không phải là lãnh địa của ta. Làm sao ta có thể truy sát được chúng chứ? Hả? Làm sao? Làm sao bây giờ? Bây giờ ta chỉ còn cách hù dọa chúng từ trên không mà thôi. Giỏi lắm. Đã chui được vô rừng trốn rồi à? Ai vậy ta? Sao ghê quá vậy? Giọng hú hú như kiểu ma quỷ gì đó. Không sai, ta chẳng phải phàm trần như bọn mày.
Có lần ta đã nghe một hậu nói quý phi lại bày quỷ kế để mê hoặc phụ vương, giờ đại chúng ta ra đường chết. Hãy nghe cho rõ đây, khu rừng này đã được trấn yểm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hãy sống suốt đời ở đây đi và đừng mong ngày về. Ta đã có bát tự của 5 anh em bay, nếu có phép thần thông ra khỏi đây thì cũng sẽ biến thành 5 con quả đen gớm ghiếc thôi. Sẽ biến thành quả. Có đúng như lời mụ ta nói không đại huynh? Chứ bởi giờ đã không thấy lối ra nào trong khu rừng này hết á. Có mụ xấu xí kia, ngươi hãy đi đi. Để sợ quá, bây giờ làm sao đi đại huynh? Không sao đâu, khu rừng này đúng là có những điều kỳ lạ. Nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh đi, có cơ hội chúng ta sẽ được quay về thôi mà. Con mụ kia biến đi, biến đi, biến đi, biến đi, biến đi. Thần bái kiến nương nương. Ngươi vào đây làm gì? Dạ, hạ thần tuân lệnh của hoàng thượng, mang 3 món quà xinh xắn tới đây để trao nó cho nương nương. Ở đây có 1 ly rượu độc, 1 con dao sắc và 1 tấm lụa đào để nương nương có thể tùy chọn cái chết cho riêng mình. Hạ thần xin mạn phép để ở đây. Hạ thần xin phép cáo lui. Trời ơi, sao lại ra nông nổi như thế này chứ? Mẫu hậu bị bất tử, còn 5 hoàng huynh thì bị lưu lạc, bản thân ta thì lại ngu ngốc sống trong nhung lụa giàu sang. Không được, ta phải tìm phụ vương hỏi cho ra lẽ. Dù chân trời góc bể, ta cũng phải tìm bằng được 5 hoàng huynh của mình. Có một lần ta nghe đương kim hoàng hậu nói riêng với thái giám, 5 vị hoàng tử đang sống trong khu rừng ở phía tây, và khu rừng đó đã bị trấn yểm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Ta không sợ, ta phải đi tìm hoàng huynh. Xin công chúa, xin công chúa đừng kích động. Bấy lâu nay hoàng thượng đã bị hoàng hậu thao túng, có còn tự chủ được điều gì nữa đâu. Mặc kệ ta. Công chúa, công chúa. Ngũ đệ, ngũ đệ à. Đại huynh, huynh về rồi hả? Để xem đây, hôm nay huynh săn được 3 con chim. Wow. Nè, huynh uống nước đi. Ủa, vậy còn nhị huynh đâu? Nhị huynh đây. Wow. Đây nè, chuối với 1 đống nấm nha. Ủa, sao có 2 người vậy? Còn Tam đâu? Có đây, có Tam đây. Tứ đệ cũng về rồi đây. Đây, hôm nay tứ đệ đã câu được 2 con cá. Hôm nay sẽ làm rất nhiều món ngon cho các huynh đệ ăn đây. Giỏi quá. Nè, các huynh uống nước đi. Uống nước xong rồi vô nhà ăn cơm. Đệ làm xong cơm nước rồi đó. Đệ giỏi quá. Đừng tránh ra. Kìa, công chúa ơi, hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Ta muốn gặp hoàng thượng. Không, hoàng thượng đang nghỉ ngơi kia mà. Công chúa đừng có làm kinh động đến hoàng thượng. Ta muốn gặp hoàng thượng. Không được mà, không được mà. Đừng làm khó, đừng làm khó hạ thần mà. Đừng mà công chúa. Dạ bẩm hoàng thượng, có công chúa cần gặp. Ngươi lui đi.
Công chúa, con tới đây làm gì? Phụ vương, Nhi thần có chuyện muốn hỏi phụ vương. Sao sắc mặt của phụ vương tệ quá vậy? Có chuyện gì xảy ra với phụ vương sao? Con đừng có la lớn, gây kinh động, nguy hiểm lắm. Là ai? Ai đã làm cho phụ vương ra nông nổi như thế này? Con mau rời xa nơi này đi. Ta đã bị mụ ta khống chế, ta đã phạm sai lầm. Giang sơn này sắp về tay mụ ta hết rồi. Ta chỉ còn có mình con. Con mau đi đi. Đi đi. Không, Nhi thần sẽ đi, nhưng mà là đi tìm các hoàng huynh bị thất lạc. Hãy tin ở Nhi thần, là các Nhi thần sẽ trở lại để bảo vệ phụ vương và giữ gìn giang sơn xã tắc. Con nói sao? Các hoàng tử còn sống à? Nhi thần tin là các hoàng huynh vẫn còn khỏe mạnh, họ không trở về chắc là vì ai đó đã du khống và bức hại. Công chúa, con hãy cẩn trọng nghe. À, con chờ ta một chút. Đây là chiếc áo hộ mạng mà tiên đế năm xưa để lại cho ta. Một vật báo có 102 trên thế gian này, mặc nó vào con sẽ tránh được tất cả nguy hiểm tới tính mạng con. Con cầm lấy. Sao phụ vương không giữ lại để bảo trọng long thể? Chiếc áo này chỉ kỳ diệu đối với những người mặc nó có tâm hồn trong sáng như con, còn hoàn toàn vô tác dụng với những người phạm quá nhiều lỗi lầm như ta. Con hãy cầm lấy, mau đi đi, tránh tay mắt bà ta theo dõi, nguy hiểm lắm. Đi đi con, đi đi con, đi đi. Dạ, đa tạ phụ vương. Phụ vương nhớ bảo trọng. Cái gì thần chắc định sẽ quay trở về. Hoàng hậu giá đáo. Chẳng phải công chúa mới từ đây ra sao? Không, nó chỉ là đứa trẻ ngây thơ, không có biết gì đâu. Nó không tranh giành giang sơn với ai hết. Làm ơn, đừng có hại nó. Đừng có hại nó mà. Bệ hạ. Hả? Tới giờ uống thuốc rồi. Dạ thưa hoàng thượng, mời hoàng thượng uống thuốc. Thuốc? Thuốc gì vậy? Dạ bẩm hoàng thượng, đây là bài thuốc tiên được ngự y kê cho, được nấu 7 ngày 7 đêm mới ra được cái chén này đó hạ. Mời hoàng thượng dùng, hoàng thượng cố gắng mà uống cho hết, để long thể được cường tráng và sớm có được hoàng nam nối dõi thiên triều. Mời hoàng thượng. Hoàng thượng, uống thuốc đi. Đưa đây cho ta. Dạ. Bệ hạ.
Bệ hạ Cát Tường. Bệ hạ Cát Tường. Có ai ở nhà không? Làm ơn cho tôi hỏi thăm. Tại sao lại có người ở đây? Nè, cô là người hay yêu tinh? Nói mau, đừng hòng gạt ta. Tôi là Mỹ Lan, tôi đến từ Kinh Thành. Tôi là người thật mà. Tôi đến từ Dương quốc An Tư. Dương quốc An Tư? Người thường không thể vào khu rừng này được. Không gặp thú dữ thì cũng lạc lối. Chết đói, chết khát. Ta có bảo vật hộ thân của Phụ Dương ban cho. Phụ Dương? Nếu là công chúa canh vàng lá ngọc thì tại sao phải lặn lội tới đây? Tôi đi tìm năm hoàng huynh của mình. Năm hoàng huynh? Tìm năm hoàng huynh? Mời cô ngồi. Cô vừa nói là tìm năm hoàng huynh. Ừ. Tôi là tiểu muội của họ. Từ lúc tôi ra đời, huynh muội không gặp nhau. Mạn phép cho tôi hỏi, năm hoàng huynh của cô nương đây tại sao lại thất lạc? Năm hoàng huynh của tôi bị ám hại, bị ép rời ra khỏi cung. Mẫu thân của tôi thì bị bức tử, còn phụ dương thì bị khống chế. 18 năm qua tôi không hề hay biết chuyện gì. Giờ đây tôi mới hiểu ra sự thật và quyết định đi tìm năm hoàng huynh của mình để tìm lại công bằng. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp như vậy? Cô gái này... Tráng sĩ, tráng sĩ có thấy năm hoàng huynh của tôi ở đâu trong khu rừng này không? Tráng sĩ, tráng sĩ không biết sao? Thôi, tôi đi đây. Khoan, khoan đã. Hồi nãy nàng nói mình là tiểu muội của họ, vậy có gì làm bằng chứng không? Tôi chỉ đem theo năm kỷ vật của hoàng hậu để lại cho năm hoàng huynh của tôi. Xong rồi quý phi ơi, không xong rồi. Chuyện gì? Dạ bẩm quý phi, năm tên tiểu quỷ đó đã bỏ trốn khỏi hoàng cung lúc nào không hay. Vô dụng. Đi đi. Hạ thần xin phép cáo lui. Đi đi. Tức chết đi được. Bọn chúng đã lọt vô khu rừng phía tây rồi. Hãy nghe cho rõ đây, khu rừng này đã được trấn yểm, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hãy sống suốt đời ở đây đi và đừng mong ngày về. Ta đã có bát tự của năm anh em bay. Nếu có phép thần thông ra khỏi đây thì cũng sẽ biến thành năm con quả đen gớm ghiếc thôi. Sẽ biến thành quả. Chúng ta gặp được tiểu muội rồi. Mẫu hậu nơi trên suối ắt sẽ mỉm cười. Hôm nay các huynh rất là vui khi được muội tới thăm các huynh. Huynh cảm thấy rất tự hào về muội. Huynh nghĩ mẫu hậu nơi chính suối cũng đang vui mừng với chúng ta đó. Tiểu muội thật là xinh đẹp. Huynh rất là tự hào khi có một tiểu muội vừa xinh đẹp vừa can đảm như muội. Đúng rồi đó. Bây giờ chúng ta phải hồi cung để mà phải giải lời nguyền của một phù thủy ác độc. Muội cũng nghe nói lời nguyền đó. Chính vì nó mà năm huynh mới bị giam hãm ở trong khu rừng này. Nhưng mà các huynh lo gì? Chẳng phải muội đã vào đây được bằng áo choàng của phụ dương ban cho sao? Huynh nghĩ mình không nên sơ suất tới như vậy. Tại vì muội có áo choàng mới có thể bước vào rừng.
Còn các huynh đây đã bị lời nguyền của một phù thủy, chỉ cần bước ra khỏi khu rừng này thôi thì năm huynh lập tức biến thành quả đen ngay, không thể xui xuất được. Bệ hạ nói sao? Bệ hạ đã giao cái áo choàng hộ thân cho con tiện tỳ đó rồi à? Bệ hạ muốn con tiện tỳ đó gặp lại đám ngũ quỷ trong rừng sâu rồi quay trở lại đây phá nát cái hoàng cung này hay sao? Đừng có mơ. Ta xin hậu, ta xin hậu. Tự nó là những thái tử, là dòng dõi hoàng tộc, chứ không phải là ngũ quỷ ngũ quái gì hết. Ta xin hậu mà, đừng giết hại tụi nó. Vậy bệ hạ muốn đám ngũ quỷ đó quay trở lại hoàng cung trong lốt quạ, hay là muốn nó sống kiếp người yên vui trong rừng sâu hả? Không, ta xin hậu, làm ơn tha mạng tụi nó đi. Ta xin hậu mà, làm ơn tha đi. Là do chúng muốn thôi. Muội nhìn tay có gì cho muội nè. Huynh giỏi quá. Bình thường mà. Hoàng muội, Hoàng muội ơi, đại huynh huynh về rồi. Hoàng muội có cần huynh giúp gì không? Dạ không, đại huynh đi lấy củi về có mệt không? Thấy cho bọn nhãi con dám quay về tính chuyện chống lại ta sao? Yên tâm đi muội, muội ta chỉ nói giọng xuống thôi, không tới đây được. Ngày đền tội của muội đã tới rồi, ở đó mà còn đe dọa chúng ta sao? Bọn bay tưởng có cái áo choàng đó hồng thoát thân ra khỏi khu rừng sao? Đừng vọng tưởng. Các hoàng huynh có nghe muội ta nói gì không? Mụ ta biết chúng ta có áo choàng và sẽ thoát ra khỏi đây. Hay quá, vậy là theo lời mụ ta nói, chiếc áo choàng có thể giúp năm anh em ta thoát khỏi đây. Mụ ta có vẻ hoảng sợ rồi. Chúng ta mau tiến về hoàng cung đi các huynh. Đúng rồi đó. Ngày này cũng đã tới, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Được. Quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi. Hoàng huynh. Quỳnh lại biến thành những con quạ như thế này, chuyện gì đã xảy ra? Hoàng Quân, lời nguyền của ta đã linh ứng, lũ quạ dơ dãy đó chính là các hoàng huynh yêu quý của ngươi đó. Áo choàng bảo bối chỉ giúp người thoát khỏi những hiểm nguy rình rập dây quanh, nhưng không thể nào giúp các anh của ngươi thoát khỏi lời nguyền của ta. Vì ta đã lấy năm bát tự của năm thái tử để ểm bùa trong khu rừng này. Nếu thoát khỏi đây, ắt sẽ biến thành quả đen vĩnh viễn. Bây giờ ngươi biết thì cũng đã muộn rồi. Trời ơi, ta đã bị mắc lừa của mụ độc ác này rồi. Trời ơi, đừng khóc nữa, hỡi công chúa kìa. Ai đó? Ai đang nói đó? Bà chính là thần cây đây. Thần cây? Dù người là ma quỷ hay thánh thần, ta cũng không quan tâm. Nhưng xin thần cây hãy cứu giúp năm hoàng huynh của ta. Ta không thể để cho kiếp này năm hoàng huynh của ta biến thành quả được. Thần cây ơi. Ta đã có cách rồi, nhưng công chúa có chịu nhẫn nại và hy sinh không?
Ta dù là nữ nhi, tay yếu chân mềm, nhưng ta có thể hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ các huynh. Xin thần cai hãy chỉ bảo. Ta vốn ở đây trấn giữ khu rừng này. Thấy hoàn cảnh huynh muội của công chúa, ta cầm lòng không được. Vậy thì công chúa hãy nghe đây. Trong vòng 6 tháng, công chúa hãy tước những vỏ cây có gai trong rừng này, rồi bệnh lại, đan thành một tấm lưới, mỗi bề 5 sải tay, rồi chụp lên 5 người anh em của mình, thì mới hoàn lại cốt người. Nhưng điều khó nhất là suốt thời gian đan lưới, công chúa không được mở miệng, gai có đâm vô thịt cũng không được kêu la, và ai làm gì cũng không được nói. Có như vậy, tấm lưới mới giữ được phép thuật. Công chúa có làm được hay không? Được, ta làm được. Đội ơn thần cây, các huynh ơi, chúng ta được cứu rồi. Muội sẽ làm. Các huynh chờ muội nha. Tốt lắm. Loài cây gai này khi đang lại thành một tấm lưới, nó sẽ giúp công chúa chống lại yêu ma tà thuật. Và hãy sử dụng nó khi đối đầu với mụ phù thủy ác độc kia. Đa tạ thần cây, ta sẽ khắc cốt ghi tâm điều này. Chờ muội thêm chút nữa, đã qua 5 con trăng rồi, muội sẽ đan xong tấm lưới để cho các huynh mà. Ráng chờ muội thêm chút nữa nha. Thái tử, hình như có cô gái bị xỉu. Hình như là cô ta đi lạc đường. Thật là tội nghiệp cho nàng. Phụ ta khiêng nàng về kiệu đi. Dạ. Khởi kiệu. Nhanh lên. Tại sao từ lúc ta đưa nàng về cung tới giờ, nàng không nói một lời? Là nàng không nói được, hay là nàng không muốn nói chuyện với ta? Thôi được rồi, nếu nàng không muốn nói chuyện với ta, ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Nàng hãy ở lại đây đi, nơi đây sẽ an toàn hơn chốn rừng sâu. Bẩm thái tử. Có chuyện gì? Có nhà vua và các quan đại thần tới. Mời vào đi. Dạ. Hoàng Nhi bái kiến phụ hoàng. Ta miễn lễ. Đa tạ phụ hoàng. Hoàng Nhi, ta nghe nói Hoàng Nhi vừa cứu được một cô gái và đưa về cung. Ta nghĩ điều này là trái với phép tắc và luật lệ của hoàng gia. Dạ thưa phụ hoàng, Hoàng Nhi định đến cung điện của phụ hoàng để bẩm báo, nhưng tại vì nàng ta... Dạ thưa phụ hoàng, tại vì không tiện ạ. Vậy có chuyện gì
mà khiến cho Hoàng Nhi lại phải bận tâm với một cô gái quê mùa như vậy. Nàng, nàng hãy ra mắt phụ hoàng của ta đi. Vậy là ý gì? Hỗn sực! Thưa phụ hoàng, nàng không có ý gì đâu thưa phụ hoàng. Từ lúc Hoàng Nhi đưa nàng về đây tới giờ, nàng chỉ ngồi lặng yên rồi làm việc riêng của mình. Xin phụ hoàng hãy suy xét lại. Lý do gì mới được thưa thái tử? Nàng ta cứ cầm củi đan, không ngó ngàng tới ai hết. Đúng là ma quỷ hiện hình, sắp đến giờ hành quyết mà vẫn không hề nào núng. Quan cả, phụ vương hãy dừng lệnh hành hình. Phụ vương nhìn kìa, có lẽ ông trời cũng không muốn nàng chết đó phụ vương. Im! Quân hành hình. Ta đang xong rồi. Hoàng Quỳnh, Hoàng Quỳnh ơi cứu em. Chúng ta phải cứu Hoàng Quỳnh. Đúng là ma quỷ hiện hình đây rồi. Quân, dạ, bắt chúng lại cho ta. Bẩm hoàng thượng, con chính là công chúa Mỹ Lan, và đây là năm hoàng huynh của con. Xin cấu đầu ra mắt quốc vương Nam Du và thái tử. Dân ra. Thì ra nàng là công chúa Mỹ Lan. Thảo nào lúc ta gặp nàng ở tận rừng sâu, tuy bề ngoài nhếch nhác đơn sơ, nhưng cốt cách của nàng lại toát lên khí chất của dòng dõi hoàng tộc. Phụ vương, đây chính là công chúa Mỹ Lan đó phụ vương. Công chúa Mỹ Lan? Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Dạ muôn tâu hoàng thượng, công chúa Mỹ Lan cùng với năm vị hoàng tử đã trở về. Hả? Các hoàng tử trở về à? Ngăn chúng lại cho ta. Ngũ quỷ, các ngươi về đây định phá nát triều đình này à? Bắt chúng lại. Một phù thủy độc ác, đã đến lúc ta cho mọi người trong thiên hạ biết sự thật. Hãy hiện nguyên hình đi. Thả ta ra, ta biến cho triều đình này thành quả hết chi vậy. Thả ta ra. Đáng đời một phù thủy độc ác. Trời ơi, hoàng hậu của ta đây sao? Thật là ghê tởm. Bây giờ mụ đã hiện nguyên hình rồi. Các vị hoàng tử thật là tài giỏi, đã bắt được mụ ta đó. Bao nhiêu năm nay mụ đã hành hạ các anh em chúng ta như thế nào? Bây giờ mụ hãy trả giá đi. Đúng rồi, trả giá mụ đi. Mụ phải trả giá. Ủa, mụ ta đâu? Mụ ta đâu? Mụ ta đâu rồi? Đúng rồi. Cái gì? Mụ ta biến mất rồi. Mụ ta đâu? Biến mất rồi sao? Mụ ta đâu rồi? Biến mất vậy? Đây mà. Công chúa, các con. Di thần bái kiến phụ vương. Các con đứng lên đi. Tạ ơn phụ vương.
các con yêu quý của ta, phụ vương có lỗi đã tin lời xúc xỉm của phường gian ác, cho nên bức hại các con. Nếu không nhờ có sự kiên trì và dũng cảm của công chúa đây, thì đất nước này đã rơi vào tay một phù thủy gian ác đó rồi. Các con nghe đây, nay ta đã già rồi, ta thấy không xứng đáng ngồi trên ngai vàng này nữa. Hãy thay ta mà mang lại an lành và ấm no cho xã tắc. Đa tạ phụ vương. Bẩm phụ hoàng, các hài nhi được trở về hoàng cung, và việc được một phù thủy độc ác cũng chính là nhờ công của hoàng muội đây, đã không ngại khó khăn mà giúp các hài nhi. Bẩm phụ hoàng, hài nhi quên mất, còn một người cũng có công thật là lớn, đó chính là hoàng tử Anh Minh. Chàng ta đâu? Hiện đệ, mời hoàng tử vào. Dạ. Thần hoàng tử Anh Minh xin bái kiến quốc vương. Khanh hãy bình thân. Đa tạ quốc vương. Bẩm phụ vương, hài nhi nhận thấy hoàng tử đây và công chúa Mỹ Lan thật là một đôi trai tài gái sắc, kính mong phụ vương tác hợp cho họ thành một đôi. Hoàng tử nói đúng lắm. Ý hoàng tử Anh Minh và công chúa con thế nào? Đa tạ phụ vương. Vậy thì hay quá. Đa tạ phụ vương quá rồi. Tốt quá. Tất cả hãy nghe đây, hãy truyền ý chỉ của ta, chuẩn bị lễ thành hôn của công chúa và hoàng tử Anh Minh. Tôn lệnh phụ vương.